người cuối bị xét hỏi trong phiên xử chiều mùng 8 tháng 3 là bị cáo Nguyễn Văn Du, người không nhận quà của SCB. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn Du phạm tội về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước hội đồng xét xử, bị cáo Du thừa nhận hành vi phạm tội của mình được nêu trong cáo trạng. Bị cáo Du khai, thời điểm đó có thể ủy quyền cho cấp phó ký kết luận cuối cùng. Hơn nữa, cùng lúc đó vào cuối năm 2018 cũng có một vụ xét xử ngân hàng xây dựng liên quan đến một số sai phạm của tổ giám sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì lẽ đó mà tinh thần của bị cáo Du bị ảnh hưởng, nhưng xét thấy bản thân là người đứng đầu, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới nên đã gương mẫu ký kết luận thanh tra và dẫn đến sai phạm nghiêm trọng. Tại tòa, hội đồng xét xử nhận định, sai phạm của bị cáo Du đã dẫn đến việc ngân hàng nhà nước và chính phủ không đủ thông tin, hay nói cách khác là thông tin không chính xác, với thực tế khách quan để có những biện pháp xử lý phù hợp với ngân hàng SCB lúc đó. Nói thêm về hành vi của bị cáo Du, hội đồng xét xử nhấn mạnh, nếu thời điểm đó bị cáo Du kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng kết luận cuối cùng để phát hiện sai phạm và phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra hoặc đặt SCB vào diện kiểm soát đặc biệt thì hậu quả sẽ được kiểm soát một cách tốt hơn, đầy đủ hơn. Chiều tối cùng ngày, hội đồng xét xử thông báo kết thúc phiên xử, tạm dừng ở phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Du và thông báo vào thứ hai, 11 tháng 3 sẽ xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Chí. Chiều ngày 8 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra ngân hàng SCB bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Thị Phụng là cựu phó vụ trưởng vụ 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước trong lần thanh tra đợt 1 SCB là phó đoàn thanh tra, tổ trường tổ 1 có nhiệm vụ thanh tra hội sở chính về việc tuân thủ một số tỷ lệ an toàn, tăng trưởng tín dụng và kiểm tra hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu, thanh tra dự án Doyan Garden, 6A, mũi đèn đỏ, vân vân. Phụng khai nhận, trong quá trình thanh tra, biết các khoản nợ mà mình thanh tra thuộc nợ nhóm 4 năm có báo cáo cấp trên, nhưng sau khi cấp trên quyết định ban hành báo cáo kết luận thanh tra đưa vào nợ nhóm 1 cũng không ý kiến. 9 bị cáo còn lại trong đoàn thanh tra gồm Bùi Tuấn Khoa, Vương Đỗ Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Lê Thanh Hà, Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh, Trương Việt Hưng, Nguyễn Duy Phương cũng đều thừa nhận hành vi phạm tội giống như cáo trạng đã truy tố. Đồng thời tại tòa, các bị cáo cũng thừa nhận đã nhận tiền và quà từ ngân hàng SCB, trong đó Nguyễn Thị Phụng đã nhận 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa nhận mỗi người 100 triệu đồng. Vương Độ Anh Tuấn nhận 40.000 đô la Mỹ nhưng đã trả lại 20.000 đô la Mỹ và hai chiếc áo. Sau khi xét hỏi xong nhóm các bị cáo là thành viên trong đoàn thanh tra, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi đến 5 bị cáo là cựu cán bộ công tác tại ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, cả năm cựu cán bộ này đều thừa nhận hành vi phạm tội, trong đó bị cáo Nguyễn Văn Dũng là phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã báo cáo không trung thực kết quả giám sát ngân hàng SCB với ngân hàng nhà nước và cơ quan thanh tra giám sát không kiến nghị thanh tra để xử lý đối với các dấu hiệu sai phạm và không thực hiện thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của ngân hàng nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan là cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận không thực hiện lệnh thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của ngân hàng nhà nước. Báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của ngân hàng SCB. Phan Tấn Trung, cựu phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận đã không kiến nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước thanh tra pháp nhân ngân hàng SCB theo đề xuất của tổ giám sát dẫn đến không phát hiện được các sai phạm tại ngân hàng SCB để có biện pháp xử lý kịp thời. Báo cáo không trung thực kết quả giám sát ngân hàng SCB và sửa báo cáo theo hướng có lợi cho ngân hàng SCB. Bị cáo Võ Văn Thuần, cựu phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thừa nhận hành vi chỉnh sửa báo cáo giám sát gửi lên cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước theo hướng có lợi cho SCB, báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại ngân hàng SCB và không chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB. Bị cáo Nguyễn Tín là tổ trưởng tổ giám sát, thừa nhận đã có hành vi báo cáo không trung thực, thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của ngân hàng SCB, báo cáo không đầy đủ các sai phạm tại ngân hàng SCB. Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ bà Trương Mỹ Lan và cho rằng nhiều lần liên hệ SCB để trả lại nhưng không được. Ngày 8 tháng 3, hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi một số bị cáo trong đoàn thanh tra liên quan đến hành vi nhận lót tay của bà Trương Mỹ Lan để làm mờ sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Là người đầu tiên trong nhóm này bị thẩm vấn, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng hay, gọi tắt là cục hay, thuộc ngân hàng nhà nước, thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm như cáo trạng truy tố về tội nhận hối lộ. Bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra tại SCB. Quá trình làm việc, bà này đã nhận tiền từ SCB thông qua Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc 5,2 triệu đô la Mỹ nhằm bao che bưng bít sai phạm của SCB. Sau đó, bà Nhàn gửi các báo cáo với nội dung bị cơ quan điều tra xác định là không trung thực, sai lệch kết quả thanh tra, theo hướng giảm nhẹ sai phạm để tạo điều kiện giúp cho SCB tiếp tục được tái cơ cấu. Bà Nhàn khai rằng có bốn lần nhận tiền từ Văn với tổng cộng là 5,2 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên bị cáo phủ nhận việc nhận tiền là xuất phát từ tất cả việc làm sai trái của mình để có lợi cho SCB. Bà Nhàn nói, trong suốt thời gian thanh tra cho đến lúc có kết quả, bị cáo không nhận bất cứ lợi ích gì. Sau khi có báo cáo chỉ ra các sai phạm của SCB và khi Văn đưa tiền, bị cáo đều từ chối không nhận. Cho đến khi Văn nói là đừng làm khó Văn và bản thân, bị cáo rất sợ, chưa sử dụng đồng nào. Nhiều lần bị cáo gọi Văn đến lấy lại tiền nhưng không được, bị cáo nhận thức nếu không trả lại sẽ đi tù. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn, sau đó làm khống hồ sơ rút tiền, phục vụ hệ sinh thái vạn thịnh phát để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh kiểm tra, Bà Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB, trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị Đinh Văn Thành, tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn, vân vân, mua chuộc cán bộ lãnh đạo đoàn thanh tra để họ bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần, chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng trong 10 năm liên tiếp, từ năm 2012 đến năm 2022, SCB đã giải ngân cho nhóm của bà Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng. Đến năm 2022, nhóm bà Lan còn gần 1.300 khoản vay dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi hành vi của bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB là 498.000 tỷ đồng. Bà Lan bị xác định là người chủ mưu cầm đầu trong vụ án, bị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Những người còn lại bị xét xử về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella bị xác định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Dương Tấn Trước nói chị Lan nói trả 1.000 tỷ đồng nhưng giờ chưa trả. Sau hai ngày làm thủ tục, hội đồng xét xử đã kết thúc ngày thẩm vấn đầu tiên đối với 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB về tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong ngày 7 tháng 3, Nguyễn Cao Chí ở lại trại giam theo sự đồng ý của tòa để đảm bảo sức khỏe cho bị cáo. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chưa được thẩm vấn. Cũng giống như nhiều bị cáo khác, Dương Tấn trước là tổng giám đốc công ty Tường Việt, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Ông cũng thừa nhận những gì bị cáo khác khai về vai trò của bị cáo Lan là đúng. Theo cáo trạng, trước được bà Lan và Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc SCB, thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến tại phương Bình An, quận Hai, hiện là thành phố Thủ Đức, cho công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo trước không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB với số tiền là 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thành Yến, 1.000 tỷ để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB. Để hợp thức hóa hồ sơ cho khoản vay trên, trước chỉ đạo nhân viên công ty Tường Việt liên hệ với SCB thực hiện phương án vay vốn và thành lập công ty Thuận Tiến, công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, SCB ký thỏa thuận cho hai công ty trên vay lần lượt giải ngân 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng. Mục đích vay thể hiện trên hồ sơ là bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty sở hữu dự án Thanh Yến. Tài sản đảm bảo là hơn 7.000 m2 đất và tài sản gắn liền với đất của dự án. Xong, sau khi giải ngân, tiền được chuyển long vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Cáo trạng chỉ ra trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 4.750 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại 605 tỷ đồng lãi phát sinh. Tại tòa, bị cáo trước khai, bà Lan nói bị cáo vay 3.500 tỷ của SCB, đưa cho bà 1.000 tỷ. Bị cáo nói, chị Lan nói đưa cho chị 1.000 tỷ đồng rồi chị Lan sẽ trả lại, nhưng đến giờ này chị chưa trả. Trả lời hội đồng xét xử về nhận thức của bị cáo khi tin tưởng Trương Mỹ Lan trước nói quá trình làm ăn biết bà Lan rất uy tín, có tên tuổi, có nhiều dự án bất động sản nên bị cáo muốn làm đối tác với chị Lan. Để lấy lòng Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước từng nhiều lần dùng pháp nhân của các công ty của mình để vay tiền SCB ứng trước cho bị cáo Lan nhận lại lời hứa sẽ trả từ bà. Về việc được bà Lan hứa thưởng 1.500 tỷ đồng trước lý giải Do mình đã tư vấn pháp lý, xin cấp giấy phép xây dựng siêu dự án mũi đèn đỏ và Sài Gòn Bình An để thực hiện điều này, bà Lan chỉ đạo bị cáo làm hồ sơ cho công ty tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định để hợp thức hóa hồ sơ vay trên trước chỉ đạo nhân viên lập phương án và hợp đồng mua bán khống giữa các công ty trong nhóm tường Việt. SCB đã giải ngân 18 lần, tổng cộng là 1.498 tỷ đồng. Đây thực chất là rút tiền SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tân trước. Hội đồng xét xử hỏi có sợ chị Lan không trả không? Bị cáo trước đáp, trong suy nghĩ của bị cáo, nếu chị Lan không trả thì mình sẽ trả. Về thiệt hại, ông trước cho biết đến nay bị cáo đã khắc phục xong. Một số bị cáo bị truy tố không hình phạt cao nhất trong vụ án lên tới tử hình giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, khai nhận, thực hiện hành vi sai phạm vì tin tưởng bị cáo Trương Mỹ Lan. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc SCB, đã ký hợp thức hồ sơ 638 khoản vay giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 192.434 tỷ đồng của SCB. Văn nói bản thân bị cáo tin tưởng tài năng của Trương Mỹ Lan có thể phát triển doanh nghiệp giúp SCB vượt qua khủng hoảng thời điểm tái cơ cấu. Do đó, khi có các khoản vay liên quan tới dự án bất động sản là tài sản đảm bảo có giá trị lớn của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát nên bị cáo ký duyệt. Lý giải căn cứ nào tin Trương Mỹ Lan có thể giúp SCB vượt qua khủng hoảng? Văn nói vì Trương Mỹ Lan rất quan tâm lãnh đạo và cấp dưới tại SCB, bị cáo nhìn vào chiến lược của vị chủ tịch nên có niềm tin. Cùng đặt niềm tin tuyệt đối vào cô ruột Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Văn Khai được bà Lan nuôi dưỡng, yêu thương từ nhỏ nên Vân xem bà là mẹ, cô cho ăn học, cho làm việc tại tập đoàn nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô, Văn nói và cho biết đó là lý do mà bà Lan chỉ đạo gì thì Vân làm theo đó không dám cãi. Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản liên đới chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ. Trong chiều ngày 7 tháng 3, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo nhân viên SCB đã giúp bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền trái phép của SCB và loạt lãnh đạo các công ty được bà Lan nhờ đứng tên vay tiền SCB. Tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Họ cho rằng bản thân chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi hay là được chia chác gì từ bà Trương Mỹ Lan nên mong hội đồng xét xử xem xét, đồng ý khắc phục một phần hậu quả đã gây ra. Một số bị cáo khai đã chủ động xin nghỉ việc khi nhận ra hành vi ký hợp thức các khoản vay khống cho Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát là vi phạm pháp luật Lý giải với hội đồng xét xử, nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo nhân viên SCB cho rằng lúc đó SCB tái cơ cấu, việc hợp nhất ba ngân hàng là chưa có tiền lệ, trong nhận thức của họ lúc đó là không muốn để ngân hàng sụp đổ. Cũng trong ngày 7 tháng 3, tòa nhận được đơn của bị cáo Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ trình bày hiện còn nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước nợ tiền của hai bị cáo. Vợ chồng bà Lan có nguyện vọng để con gái Chu Duyệt Phấn thay mặt đi thu hồi số tiền này để dùng khắc phục thiệt hại vụ án. Chủ tọa Phạm Lương Toàn thông báo đây là phiên tòa công khai nên công bố đầy đủ nội dung đơn đề nghị của vợ chồng bà Lan. Không chỉ bị cáo Lan và Chu Lập Cơ, với các bị cáo khác, tòa cũng không hạn chế. Các bị cáo cần cung cấp danh sách đầy đủ, cụ thể, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giúp thu hồi số tiền trên. Hội đồng xét xử cũng thông báo con gái của bị cáo Trương Mỹ Lan đã được tòa triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt vì đang ở nước ngoài.